Cái gì vậy bà nội? À, ông cơ hả? Trời ơi. Má má, còn lại má. Tôi là còn hôn bà bây giờ bà ông bà đầu quá không dám. Bỏ con đi cũng không đúng. Công việc hôm nay là cầu hôn đúng không? Nhưng hôm nay là có là để lên cầu hôn mà giờ nghe nói ba ông là hôn. Tôi là một con lần một lần mà tối 55 triệu. Lại luôn à? Lại luôn. Ờ con lần mà tối 55 triệu. Bà ăn đi bà khôn dữ à? Tại rồi nó về bánh đi mổ từ bệnh viện á. Bây giờ mổ mà sao lại vẫn vậy được? Bà đang kể chuyện cổ tích cái gì á? Hôm nay nó sao lấy gì? Ông đã chưa lái, tại người ta là mua xe mà. Ờ nói đi. Hằng ngày nó sao bị xe không? Sao bà trời, bà đi thò. Nghe nè. Đang làm ăn để người ta đi lên. Nghe nè. Cô chú chị này, hiện nay là chị này là đang bấp vào 3 mối tình. Một mối tình nghe là hiện nay một phi công chỉ nghe đó từ từ. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Nghe nè, nghe nè, hứa thì hứa, bà còn hứa mời không? Bà có hận vào trong tim cũng được. Chị này á, là chị hiện nay là chị chia sẻ là chị quen 3 người đàn ông. Thế là một người là một phi công rất trẻ, sinh năm 1990, à 93. 93. 93 là bốc gì gì nữa là kém chị 20 tuổi triệu. Là lái có mấy điếu thôi, một lần là một lần là 4 điếu, 4 chỉ vàng và 8 triệu. Còn một phi công nữa hiện nay là ông chủ thầu đưa vào phòng ăn có một cái một thôi à, đúng không, là 50 năm cũ. Thế còn riêng một người đàn ông nữa hiện nay chú quay đâu là tuổi con chó đấy, là tuổi gọi tuổi tốt đấy, là tuổi con chó cụ điểm nha. Là hiện nay lấy xe Vario trị giá 65 triệu đi 1 năm rưỡi nào vẫn còn hy vọng là anh ấy quay lại cho bà chồng chồng. Không có gì quay anh ấy lại. Không có xe Vario là mới có 1 tháng này. Ôi trời ơi, má ơi má. Ông lấy có 1 tháng này thôi là 24 triệu đâu làm điếu. Ông là con điếu mà ông này. Ông theo vợ đó nhỏ nhỏ. Ông theo con vợ đó. Thấy chưa? Còn chị, Hương sao chị khôn dữ vậy chị? Lê Quận My, mày lừa tình lừa tiền tao. Tao 50 tuổi, mày 30 tuổi, tao vẫn thương mày. Mày lừa tình lừa tiền tao, mày quay về đây mày trả tiền cho tao. Chia sẻ dùm chị này vừa cảnh cũng chi khổ mà chỉ quen với hàng phi công trẻ nó đúng 30 tuổi còn chỉ thì 50 tuổi. Nói chung là cái sự việc của chị thì nghe hỏi là rất đau khổ, nhưng mà còn vừa rồi quay lên thì có người dân hoặc nhiều người cha chỉ đang ở đây ở Cà Mau, bây giờ cậu thì có một ngày nào rảnh cậu thì sẽ xuống dưới con sống đó ha, nó là cái gì vậy đó. Thì sự việc của chị thì thấy rất là đau khổ. Thôi giờ hôm nay chị ở Đồng Nai mà chị xong chị Phú Đồng Nai chị giờ thì chị ở lại sao? Tại vì bệnh nó không có người thân rồi, có thằng em nó thấy bệnh nhiều quá nó mới rút về đây đặng nó lo chứ giờ không có ai hết. Thôi nha. Dạ, thằng này thằng em nuôi luôn chứ không có gì hết, không có người thân. Nó rút về đây nó thấy nó buộc quá, nó sợ mình đi cùng hôm đỡ có cái gì á, không có ai lo rồi nó rút về đây nó lo. Vậy là cái đồ này mình mới chuyển đây ha. Nó chuyển luôn, mới chuyển sáng luôn. Rất là nó ôm xe của bệnh nó cướp về luôn á. Cướp về đâu có tiền trả về đâu. Không tiền luôn rồi đó, nó mới ôm xe bệnh nó cướp về. Vậy là chị về đây khi nào đấy? Hả? Về đây lâu chưa? Mới về sáng. Mới rồi. Xong hả? Mới sáng xong chứ thôi nè. Ủa không có em thấy ở bên ngoài hả? Đúng rồi đó. Mày em thấy bệnh nhiều nè rồi nó mới chạy đi, nó mới kêu xe bệnh cướp về sẵn về đây luôn. Hôm nay chị khỏe hơn đâu, chị thuốc nào không? Không, đã bây giờ nó còn nặng nó mà nó đau lắm mà đau đâu? Nó tê. Thì đây đâu em xin hỏi bốn người xem. Tại cho nên em. Tại chị đi nhìn tiền ráp ra. Nó đánh gắt rồi, nó dựa cái hay sao? Nó tụ, nó té, nó bị thằng đó, nó tụ ngỡ. Nó tụ tét, nó là bữa đó tơi nặng luôn á. Tao nhau thì bóng nguyệt, thì bà thấy nhau lắm. Nhau lắm. Bóng nguyệt, bóng nguyệt. Nhưng mà thấy gần nó nhau quá. Quá này nó chạy hay lắm, thì bà thấy chị... Nhau lắm. Rồi chị đối thế nào cho em bóng nguyệt đó, bóng nguyệt đó. Nó mới gặp con tí xíu rồi là nó quang xuống, nó quát. Cái gặm xuống là thấy. Đau không? Đau không? Trời ơi, giặt chân luôn á. Trời đất, giặt chân luôn rồi. Rồi nè, nghe nói là thằng đó nó nói gì chị, nó đang ở Khánh Hòa hả? Nè, nó điện nó nói ở Khánh Hòa cho tên gì hả? Không có điện mà nó nhắn tin. Dạ coi quá phải không? Không, bây giờ nó chặn luôn rồi nè. Nó sao? Nó nhắn tin. Đợt đâu có chặn đâu ra. Cuối tháng 10. Trẻ con nó ồn quá. Nha Trang về trả hết loại. Trời. Ở Nha Trang. Ở đây thì bà lên TikTok nè. Bà lên TikTok làm chi cho người ta cười bà. Nó nhắn đó hả? Nó nhắn qua rồi, nó nhắn qua rồi. Chụp hình lên đi, chụp hình lên. Tôi chia sẻ qua cho này nè. Chụp hình lên nhắn.
bà lên TikTok chia sẻ chưa? Rồi chia sẻ rồi. Rồi. Vậy là bà lên TikTok là gì? Người ta nói là nó nhắn tin video này video mà nhắn bà lên TikTok là gì? Đó rồi bây giờ nó nhắn xong là nó chặn luôn này. Chặn luôn. Nhưng mà nó hiện gì bây giờ nó bỏ bà nhớ đâu còn nhớ đâu? Không không. Thì đi bà thương không? Thì đặt đi. Không 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 bây giờ chú là lấy tiền lại cho tôi. Nhưng mà nó thương sao mà yêu dữ vậy? Yêu dữ. Mà nhiều cô chú là thắc mắc là 4 lần có thật không? Chị nói thật đi. Bởi người ta đang nói là chị nói xạo á. Mà có phải không? Có nói là 4 lần. Thật không? Cái gì mình nói thật nha. Mà nói xạo làm gì? Ủa đi bỏ 4 lần khỏe gì vậy? Dạ là thật. Nói chung là không à. Này nói chung là khi trong này nói chung là khỏe. Khỏe. Uống tăng cường sinh lực. Em như này thôi nhưng mà 1 lần thôi. Mai bỏ rồi. Dốc kép 1 giờ hả? Thôi. Bây giờ mình nói thật nha. Bây giờ chị lớn tuổi anh em, em nhỏ hơn. Bây giờ này, vậy con chị đồ nó có không? Mình nói lớn lên nào, mình nói lớn lên thế nào? Con điện cho chị không? Không. Con bỏ luôn hả? Bỏ luôn, này ở đây mấy tháng luôn nè. Kỳ ha. Không có con. Rồi cô cho biết là cô quen mấy chị này lâu chưa? À trời, cũng mấy tháng rồi chứ. Ba đâu, 3 tháng, đây là 3 tháng rồi. Bà đã có tình nghĩa hả? Cô thấy chị này sống có tốt tính được không? Được. Hiện tại nha. Tôi là mẹ nó, tôi là mẹ nuôi vậy thôi. À, vậy là cô là hợp lý ha? Bọn chị gọi cô hợp lý ha? Cô thấy tội không? Tội lắm. Có mấy chị vàng đâu xong người khác đáng rồi, mấy chị lớn lắm, mấy chục triệu mà, đúng không? Tụi nhiều chết luôn. Nhưng mà bây giờ thì chị còn lừa một người bị lừa nữa, còn cái anh nhỏ cũng lừa nữa. Hiện nay chị còn ai lừa chị nữa? Còn tại nó dụ là sao ai dụ chị nữa? Trời đất ơi. Đang làm đầu tư đó. Đầu tư mà xây dựng á. Vâng, quỷ thần đầu tư gì nữa? Xây dựng á. Vâng, mình tắt cái quạt đi, tắt cái quạt đi. Đang nằm đủ đỏ với nhỏ chứ. Đầu tư gì nữa chị? Không phải. Đầu tư gì nữa? Vậy chị xây dựng tính đi theo đi mình đầu tư xây dựng. Đi theo ông thầu xây dựng nó đúng không? Có cái gì đây? Ông có thầu thành ở đây em. Có. Ông hình đâu không dùng chị nhau rồi. Năm mấy? Lại làm mấy trời chiều? Ơi, cái gì năm mấy chứ á? Năm mấy chiều là bạn bị lừa đấy cả. Trời ơi. Sao mà lại lòi ra ông nào nữa? Sao bạn như ông chứ ạ? Tại này mình tính là mình bệnh bạn làm đó chúng ta mình lấy lại. Thì mình làm đưa cho người ta thì mình cho một người trai gái. Đàn ông. Trời đất ơi, đàn ông. Anh Công hỏi coi còn ông nào nữa không? Hỏi luôn đi. 42 tuổi rồi. 42 con hả? 42 mà chỉ 50 này, con chó rồi. Này con chó là cụ diện rồi. Chó là cụ diện. Đâu? Không có chứ, không có gì. Được xe radio đâu? Không còn gì trên. Xe radio. Trời ơi. Cái gì mà bán không hả? Không. Chứ sao mà nó hiện đi? Đấy hả? Chứ là mà chị này nó còn giấu đúng không? Bạn giấu gì xe radio thằng đó lấy hả? Tắt máy đưa cho đi lôi này kia rồi gọi. Dạ. Em công này đẹp trai này, cô chú gì phi công này đẹp trai này. Nè con xe Vario này kia. Xe Vario này nữa. Chưa để cái đó là ta mua lại. Alo, xong rồi xe đó là từng xa đó từng này ta trả. Dạ đúng rồi. Xe đó rồi. Thì đó chạy đi em muốn đi làm ăn rồi. Bây giờ chị còn có đi không không? Gì? Dạ nó hứa tuần này cả hả? Bà đi ô 67 là 1 đúng không? 67 là 1 90916. À giờ ta hứa tuần này ta đưa tiền, ta mua lại cho mình. Giờ rốt cuộc bây giờ chị bao nhiêu ông? Chị nói luôn đi con nào anh em biết đường giúp một lần luôn. Ông này là cái ông mà đi là đồng đầu tư là 55 triệu. Còn ông nào nữa nói luôn một lần đi anh em biết đường giúp luôn nè. Đúng rồi. Dương Dũng rồi, nói luôn đi. Nó mà Dũng ta chưa, ta nữa. Nữa. Ông nữa. Nó đường này nếu mà ông đã nói. Cái ông là mấy ông là bao hả? Bao? Nhưng mà bao này yêu chị không? Bao ông cơ hả? Mấy ông? Trời ơi! Mấy má, còn lại má. Con là còn hôn bà ba ông bà đầu quá con thấy bà bỏ con đi cũng khóc lắm. Thấy là mai ông rác mà. Thôi, nè bây giờ con thấy bà đẹp gái này con định cầu hôn. Cầu hôn bà mà ba bà ông bỏ bông rồi, bỏ bông rồi. Hôm nay có mang nhận đi luôn rồi. Để thành thiện chung, để con hỏi thiện chung. Anh cưới thôi rồi. Dành với ông rác nữa hả? Dành luôn. Mà nghe ba bốn ông thì hết giấu. Mà sao chị này mà ba ông luôn hả? Em không tin luôn đó. Không đâu, ông này là tại mình bây giờ mà đẹp qua quá. Bây giờ này cho sống có 5-6 năm rồi mình sống 5 năm là chết rồi. Mình đi theo bà chú bà đẹp qua bên lượn lượn mấy nhỏ không à, mấy trẻ không à. Ông này năm mấy tuổi sẽ gì không? Thế còn ông tuổi con chó rồi. 42 tuổi rồi. Con chó là quê đâu? Đưa nãy đó cũng Cà Mau. Nãy Cà Mau luôn, cái nước này Cà Mau luôn. Đâu có, nè, căn cứ nó cũng có luôn nè. Đâu? Đây. Nó cần gì? Cái nước Cà Mau rồi. Cà Mau. Cà Mau, nó sinh năm Cà Mau mốt hả? Đó. Nghe tên giống ca sĩ ấy. Con chó là Tâm Hai. Tâm Hai ơi. Tâm Hai, sao bà vụ quay đầu bà. Con chó. Quay em trẻ quá. Chị đã mua phù diện cho nó chưa?
mày con chó tao đập cái mặt của riêng nó cũng lừa mình bảy món cái thơ bảy món trời đất rồi đằng ơi má này má xong sau bữa chị này đi chị đâu nói đâu chị giấu à mình làm không được rồi mình tức bây giờ thì cái người đàn bây giờ thật thà quá nó lợi dụng con người hết rồi nhưng mà sống chung với chị lâu không mình quen mình đi làm mới quen thôi mà coi không có thằng nào mình có tình cảm chưa có chưa ăn rồi đúng không nghe vậy có qua lại rồi đấy thì chết rồi có qua lại cả ở điếu đang ở nhà trọ không phải làm bài phải điếu không mấy điếu mấy điếu hòa nhưng mà đây là đâu nhưng mà ở đây luôn hè đâu có đâu nó đi bữa đó đi qua một ngày đi qua thăm rồi một lát nó đi về quê công chuyện của nó rồi có phòng đó hả ờ mình có đóng cửa không có chứ mẹ đàng hoàng chứ đóng cửa rồi chứ là bà chị này bây giờ là không còn cái gì còn mỗi cái nỉ ở đất của bằng cái không bây giờ là đang ăn nhờ ở đâu đúng không bây giờ là đang ăn nhờ ở đâu nhà người ta hai vợ chồng nhà em trai nó khổ quá khổ luôn à ông thì cho nó ở đậu với nó đúng là một thời vàng son người đón kẻ đưa bây giờ là tay trắng tay ngang bắt thầy bỏ bài mấy này trong ban hết thầy bỏ hay chưa bây giờ mình còn vàng không hết rồi. Dây chuyền thì bán được này. Quả đây nó là mấy chục củ á. Dây chuyền này bán được này. Quả nó đấu giá được mấy chục triệu không? Nhưng mà cái mặt này là bích ngọc hay là ngọc bích hay là gì? Cái này là mate hiệu vỉa hè. Có số điện thoại luôn, có Zalo luôn. Điện có máy không? Điện nó không có máy điện. Vô luôn nó không có máy. Mà có lấy số lạ điện không? Anh điện chỉ cần gì? Tên tiền 0868 0868 267 587 hàng nào lấy xe đó mới được hàng này lấy xe hay lấy xe đó không? Này lấy 5 triệu đúng không? Ừ, 55 triệu 55 triệu chỉ cần gì tiền phải không? Tên tiền người đó có tên gì? Hải Vân Trần Hải Vân yêu lâu chưa? Có tâm thiết không? Không, cái này là mình hợp tác là ăn thôi hợp tác nhưng mà để sao cho làm gì? Phòng này đóng cửa chi vậy? Làm ăn gì? Xây dựng trời đất ơi dữ vậy hả xây dựng mà tại sao cho bộ phòng đóng cửa tức là bà này lại lên là chuẩn lên phó phòng xây dựng nữa xây dựng trưởng phòng xây dựng giám đốc xây dựng rồi bà chị này đó có làm cái máy đó nghe đấy nghe trật tự nghe chào điều viên ở chỗ này nó không đó chồng yêu luôn trời đất quỷ thần đấy má ơi má thì đó phải cho tôi vậy đó tức là cái này tình cảm rồi quen tình cảm rồi chồng yêu 0365 0365 335 rồi 735 chồng yêu trời đất quỷ thần ơi má ơi là má sao má yêu chứ là má còn ông nào nữa không bây giờ khai thiện đi 5 7 ông ông nào hết mỗi bữa lên có ông bây giờ gọi cho hai ông nữa nào cho tao bà khai thật đi có quyền nó bóp massage đây. Ờ, sao không số ông Cà Mau? Hồi nó lại đến cái ông Cà Mau nữa. Nè, cái số hai mới cho. Tôi cầm nữa. Lại có gì luôn đó. Cà Mau. Chỉ điểm mà. Cà Mau chỉ. Không phải đâu. Cà Mau này ông khét nghe, ông này chỉ điểm nè. Đó. Không, không mình không có nói ấy đây nha. Không có nói là bí mật. Số bí mật. Không được công khai ông này. Đúng rồi. Người ta thông tin người ta giúp mình nhờ mình đúng báo nhân người ta. Bây giờ anh Công hỏi kỹ chị có còn bằng ông nào nữa không? Tổng cộng bây giờ anh hỏi chị tổng cộng chị về đất Bình Dương thì chị quen mấy ông? Không, nhiều đấy đó. Là ba ông quá. Vâng. Ông nào chết à? Ông nào làm chị thích nhất? Chắc thằng 30 tuổi. Alo. Alo. Anh em tôi người chữ Hải này chị tiền chỉ nhờ tôi alo. Alo. Tôi hiệp sĩ Nguyên Hải nè, chị tùy kêu cô đăng hình ảnh anh lên để tìm anh lừa 55 triệu. Lừa 55 triệu. Anh lừa 55 triệu của chị tùy. Bây giờ tôi sẽ cho anh lên sóng các điện thoại rồi. Tập 1 rồi. Đó là lừa đảo rồi. Để đi nhắc anh luôn. Lừa đảo rồi. Mà sao chị bị một lần thôi chứ sao mà chị để bị mấy lần luôn em sợ chị luôn á sao mình thật lòng tin là chị lớn tuổi chị muốn kịp tìm một người nào đi thôi mà không làm bây giờ này nè hiện nay là có ai nghe nè hiện nay có một anh miền Tây
tuổi đã 50 là bằng chị là ngon rồi, thơm kèo, kèo này là hợp thơm. Kiếm cho ông cho cô hả? Bà có là chị gì, Nguyễn gì? Nguyễn Thị Tiền. Nguyễn Thị Tiền hả? Đó, bây giờ mình có vô thì anh em làm ai cho? Kiếm ông nào đàng hoàng online luôn cho. Tiền xài đó. Tiền xài nè, Nguyễn Thị Tiền, tiền xài không? Có tiền, Nguyễn Thị Tiền sinh năm mấy? Không còn đồng nào đâu, cha hết rồi. Mấy? 1903. 50, U50, mà còn 73. Nhờ đang ăn kết kìa mấy người nào người ta phải đàng hoàng kìa đúng không? Quên ba thằng xoay choi nó lừa đảo nữa. Này, sao nháo này? Nhưng mà có quả quả bông hoa chất được đấy. Đi tập kim đi. Đi tập kim cho chắc vậy. Nháo quá. Người nháo. Như là chị này số lần may này vẫn có người thương cho nhờ đậu là thương rồi. Vâng, chồng yêu. Nó mới nhắn là chị là chồng yêu. Có gì anh nhắn gì đây? Dạ. 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 Chồng đang về. Dạ, có con chồng là đang có đang có con chồng là chồng không? Nghe gọi luôn, gọi luôn. Tuyết luôn anh công. Yên. Đi game nó điểm game nó nghiêm. Mấy điểm game. Vợ ơi. Vợ ơi. Nó sợ rồi đó. Vợ ơi. Chồng không ngờ, chính chồng chị rất yêu chú Tư. Đưa ra. Yên đi chị bình tĩnh đi, để anh em người ta làm việc. Bà biết bà thích chị lắm rồi. Chị có sồn sồn lên là sao nhỉ? Có thế bà cái gì bà. Còn tôi tỉnh thì tôi chưa bị bà làm. Được chưa? Bà yên người ta nghe. Để cho anh em ta làm. Cứ sồn sồn lên. Trời ơi, là bà cái gì vậy vậy? Ôi chồng đang về mà người ta chồng. Bây giờ mà nó kiếm tiền của em lên, bây giờ làm gì vậy? Bây giờ thì... Là chồng không? Bây giờ nói gì sao vậy? Có coi chồng là chồng không? Chị yêu bà ông này lâu chưa? Trời hơi mừng lắm. Nhưng mà yêu lâu chưa? Bà đáng hả? Chắc bà đáng hả? Bà đáng hả? Bà đáng lấy hết 5-7 triệu. Chứ là con phải coi má bằng má rồi. Bà đáng hả? Bà đáng hả? Ông là tụi con chó đúng không? Ông là tụi con chó luôn. Lắm chồng quá. Sao mà lắm chồng dữ rồi cha? Nhưng mà ông là con chó đúng không? Trời ơi, con chó mà đi gặp con nhau. Lưu lên, lưu đi, chỉ qua điện. Chỉ qua điện, sao lưu lại, lưu lại. Có đèn quần chứng nè. Đợi thôi. Đi chỉ qua cho ngại, đừng quá đi. Chỉ như quá đi. Tôi chỉ qua, bà bỏ ra cho mệt, bà ghét. Chỉ qua mày, bà chưa giúp cho bà làm gì. Bà này, bà sợ mất ổng ấy. Bà sợ mất ổng ấy. Bà nó hấp chai, nó hấp chai, bà hấp chai. Nè hỏi thật chị này, còn ông nào nó không nói luôn đi để anh em biết đường làm luôn nè. Chứ có lúc là sòn ra ông. Nên là báo đá tiền lưu là. Là chồng yêu má là má chị nhân tình chị nhân tình ông nói gì hả chị nhân tình ông hỏi nếu mà như vậy thì chừng nào cái này chắc kỳ ngày 2 ngày 1 cái này chắc chị này mà gặp cứ gặp đàn ông mà nói ngọt vài câu là dính à đúng không kiểu vậy á câu gì đó ngày mai 2 ngày 1 đơn giản vậy thôi bà này ba mi trai quá mà mi trẻ quá thì cũng hơi giờ chị phải tỉnh táo lại đi em nói thật luôn á nếu không muốn khổ không muốn khổ thì phải tỉnh táo lại chứ còn cứ kiểu này là còn bị nữa á sếp qua đây còn hôn mà ấy hết thì giọng rồi hết vô còn hôn nè chị này mà cái kiểu mà cứ vậy là còn bị dính nữa nếu không tỉnh táo lại đi thức tỉnh đi thì còn bị nữa thật luôn khổ nữa đấy quá bây giờ mình có tuổi rồi mình kiếm người nào đàng hoàng không cần phải có tiền hay không kiếm anh ông nào chịu khó làm gửi chồng yêu cho hóa này biết thương chịu khó là được rồi những cái bạn kia em này nè bạn kia em này mà cùng chồng yêu hay là chồng yêu đẹp trai mà đẹp trai không lái được chứ mà đẹp trai nên chị nó biết một ngày là dính đầu nhưng mà ba các mấy người lái là cũng đạt yêu cầu rồi hai hả bao tiền tụi con chó bao tiền hả bao tiền có năm trời đất ơi một tháng 18 còn thanh niên 30 tuổi là mấy chỉ vàng hả ba mươi tuổi vàng chứ một mấy đều ông làm hai cây bát rồi một ông chiếc radio nữa như là chị là nè để coi sao chị này là hơn cả đại gia luôn á bắt được bắt chị hành xử luôn mà đi
Vậy là bà chị này hơn đại gia rồi. Cái chiếc bao nhiêu là mất rồi. Bà là ai bà lắm tiền nữa à? Người đó còn bắt máy của hứa đi. Bà bồ đúng không? Là chồng mình sống 4 năm làm rồi đó. Ý là bà làm cái gì á? Không, chồng bây giờ đi đâu chưa? Đi một năm mấy thì cái xe là lắp cái ve chai rồi. Xe này nó mới lấy đây rồi, nó mới về đây đây. Mà sao bà tự nhiên bà đi xe cho nó chi ấy hả? Nó vô làm hết rồi, biết rồi đây. Mấy điếu, mấy điếu. Mấy điếu đâu kìa, giờ đọc mấy điếu rồi. Xe mình mua là hết hay là góp luôn á, là 50 là 65 triệu. Ôi trời. Nè, chị ngày xưa chị làm chị. Từ này câu hỏi ngày xưa chị làm gì lắm tiền mà sao mà chai bu chứ à? Thì đi làm công nha, đi làm mà tập vụ nè, dưới đi làm tập vụ lắm tiền dữ à? Lại vậy mà vậy anh Long, mà bữa đầu trước bà qua bà kêu viết video bà mua cho con bà. Ủa bà là tập vụ thấy tiếng nhiều à? Mua bà có đi làm nhà làm công không? Có làm công trong nhà vô? Làm hết cái gì cũng làm. Bà làm nhiêu ký? Cái gì? Công nhiêu lâu nhà này kia nhiêu ký? Ai biết đâu ạ, à, tôi không có làm, tôi làm tháng thôi mà, chứ không có làm tiền. Bà làm ký được 1.000 đô, ngày mai bà lau nhà tôi đi. Hỏi thiệt. Thiệt chung. Nhìn lâu quá mà. Sao vô thế bà này bà ấy tội không? Bà ấy là dạ trai dữ vậy. Tại vì á, mua cái xe này cho con gái. Mua gái xong cho con gái mà đi. Con gái nó nghe lời chồng nó trả xe cho mình, nó không lấy. Nè bây giờ anh Công phải khuyên sao cho chị đi. Chứ bây giờ còn tình hình còn vậy là còn đi nữa. Này, ý chị bây giờ là chị còn có muốn quen người khác không? Không. Sợ chưa? Không thì không phải đâu. Thế xem ba chữ là hạt đàn ông, xem đâu rồi xem nào. Đâu chưa đấy. Đây là bút mực đây, bà xăm đi cá cho mày toàn kia. Đâu, cho mình cái bút đây. Bà bữa trước bà nói hạt đàn ông á. Bà xăm ba chữ là hai bên quả bưởi này là hạt đàn ông. Bây giờ bà lên bà nói mẹ cho mẹ nói đi. Mấy người là hiếu kỳ và đối trả đi không được. Đọc tên họ tên ra luôn. Nó cần đi thì tiếng hãy chăng lên mạng nó vậy. Nhìn thẳng vào đây nè, đọc tên người ta luôn. Đọc tên đi, từng người ba cần người. Nó thiếu nhiều tiền, nói lên đi con đi. Chồng hải phân 55 triệu. Đọc lại, đọc lại, đọc lại. Nè. Đọc lấy không có nói anh Hải đang làm mẹ. Đọc từ từ, chậm thôi, nhìn thẳng vào đây. Trần Hải Văn đi vô bao nhiêu ngày? Trần Hải Văn đi vô bao nhiêu ngày? Nè, bây giờ tôi hỏi bà nè. Bà quen Trần Hải Văn là bao lâu? Có 3 tháng đâu đây. 3 tháng nó dụ lấy bà hết nhiêu tiền? 55 triệu. 55 triệu bây giờ kêu nói lên đó mình Trần Hải Văn. Được trả cài cho tôi 55 triệu, nếu không trả tôi sẽ kêu anh Hải đăng lên các mạng xã hội và anh chỉ phải nói các mạng xã hội và gọi thủy nại 300 thì thủy nại đi tìm để anh đắc bình được này, nói đi. Trả không? Mượn tiền tôi thì trả tôi 55 triệu, để thôi mượn anh Hải đăng lên á, tìm anh á. Rồi 300 triệu dư tiền. Quen ông bao nhiêu ngày, yêu bao nhiêu lần, nói luôn. Quen mấy tháng? 3 tháng. 3 tháng tổng cộng là vào nhà có đóng cửa bao nhiêu lần? Không, đâu đi làm đâu mà, nhưng khổ à, không có. Đóng cửa một lần đúng không? Đóng mấy lần? Cái bữa chị nói đóng cửa một lần mà. Đóng bao lâu lần? Nó điện đi. Không, mà có một lần là nó qua. Một lần nó qua là nó lấy gì? Nó phải lấy tiền hả? Tức là một có lần một lần mà tốn 55 triệu. Lại luôn à? Lại luôn. Ờ, có lần mà tốn 55 triệu. Bà ăn đi, bà khôn dữ à? Tại rồi nó về bệnh đi mổ đi bệnh viện á. Ừ. Bây giờ mổ mà sao lại vẫn chạy được? Ừ. Bà đang kể chuyện cổ tích cái gì? Rồi bây giờ còn hai đứa này, còn hai đứa này, còn cái gì? Hai đứa này nó sao lấy gì? Ông nó chưa lái, tại người ta mua xe mình. Ờ, nói đi. Thằng này nó sao? Đi xe không? Sao bà coi, bà này thôi. Chạy quá đi. Nghe nè. Đang làm ăn để người ta đi. Nghe nè. Cô chú chị này, hiện nay là chị này là đang bốc vào 3 mối tình. Một mối tình nghe là hiện nay cái một đó phim. Là mình chưa anh rồi hả? Ừ, rồi chị rồi. Công chị nghe đó từ từ ta còn hứa mình từng này thì để từng này đi, người nào phát từng này nghe nè, nghe nè, hứa thì hứa, bà còn hứa mày không? Bà có hận vào trong tim cũng được. Ừ. Chị này á, là chị hiện nay là chị chia sẻ là chị quen 3 người đàn ông. Thế là một người là một phi công rất trẻ, sinh năm 1990 à 93. Chị thứ ba là bốc gì gì nữa là kém chị 20 tuổi là lái có mấy điếu thôi, một lần là một lần là 4 điếu, 4 chỉ vàng và 8 triệu. Còn một phi công nữa hiện nay là ông chủ thầu đưa vào phòng ăn có một cái một thôi à, đúng không, là 50 năm cũ. Thế còn riêng một người đàn ông nữa hiện nay chú quay đâu nha, là tuổi con chó đấy, là tuổi gọi tuổi tốt đấy, là tuổi con chó cụ điểm nha. Là hiện nay lấy xe Mario chỉ giá 65 triệu đi 1 năm rưỡi nào, vẫn còn hy vọng là anh quay lại cho bà chồng chồng. Không có gì quay anh đi lại. Không có xe BO là mới có 1 tháng này. Ôi trời, má ơi má. Không lấy có 1 tháng này thôi là 24 ông kg là con điếu, ông là con điếu mà bố ngày rồi. Nhỏ đó, nhỏ nhỏ. Ông theo con vợ đó. Thấy chưa? Còn hư sao chị khôn dữ vậy, chị thật chị, người khác vậy. Chị tỉnh táo lại đi, chị thức tỉnh đi, nếu muốn cuộc đời mà không bị người ta lừa nữa. Quá ai nha. 24 tiếng đừng có nghe người ta nói ngon nói ngọt nữa. Đúng chưa?
24 tiếng đồng hồ là chân cụ đã ra đi chân lành thoát rồi, mà bây giờ cũng hơn 1 tháng rồi mà vẫn còn tin tưởng là chồng em quay về giả là xem em. Em không biết là chị nghĩ sao. Nếu mà có muốn thương ai đó thì để anh Công anh kiếm cho một người đàn ông. Em ở đây này, rất rất nhiều đồng nghiệp. Hiện nay là chưa vợ, hoặc là vợ bỏ. Đấy. Thì bây giờ anh em giúp cho. Nhưng mà cô đã yêu mà giờ cô đã cầu hôn và bây giờ có hết bà mê trai quá, cũng sợ bà bỏ luôn được. Nè, trả lại cho ông shipper hôm bữa đi. À, shipper hôm hả? Shipper bảo gì? Shipper trẻ trẻ ẩn danh gì hả? Má có nghe. Shipper nào? Shipper tiếng ông nào khóc con mày cười cái nào? Cười cái cười cái đi. Này, thôi cười đi nào. Nè, hôm nay chị ba ông là bao nhiêu nếu mà mắc hết bao nhiêu tiền đó? Đâu? 35, 7, 65, 120 chứ là 30 nữa, là 150 mấy triệu. Hơn trăm ngủ. 150 còn triệu. Còn nào không? Mình có thật là còn tiền không? Hết rồi, không còn tiền. Bây giờ mới đem, đúng rồi, chúng ta nè. Nếu như chị này lúc hôm sướng điện lịch sĩ, lúc cực khổ điện. Phải sướng anh Hải cho sướng của tôi sư phụ cũng đỡ rồi. Nhưng mà hôm nay anh Hải lên cầu hôn mà. Phải lúc sướng kêu tôi cho số điện thoại. Rồi tôi sướng cho sướng đỡ rồi. Anh Công. Nhưng mà sướng đang ấy làm sao mà kêu được. Hôm nay anh Hải lên cầu hôn mà sao kỳ ạ? Hôm nay là vụ việc, hôm nay là cầu hôn đúng không? À. Chứ hôm nay là có này đến lên cầu hôn mà giờ nghe nói ba ông là thôi. Thôi luôn rồi. Dễ thương. Sao có chịu con tháng rồi cho chị có chịu làm người yêu của sếp Hải không? Không. Sao vậy? Khoái, chạy nước miếng. Chết chồng ơi. Bà ăn muối rồi, không thật, nghiêm túc, không nghiêm túc. Nghiêm túc, không giỡn. Chết con hô, bà mày chết, con hô à. Nhưng mà sao mình vậy, mình đừng có quen là đâu mà đừng có liền nha. Cái chân bữa bị té đó hả? Nghe chưa? Té bữa đó nè. Giờ giờ có công an việc làm chưa? Anh chết bơ đó, chết bơ nó thấy bà rồi. Nè. Anh chết bơ nè, chết bơ thấy bà đậu quá. Nó thắng thử rồi. Bởi cái thiệt cái này bà này nó nhỏ con quá. Bây giờ bà bật tay với anh Công mới thắng không? Shipper bơ đang chạy ở sau lưng tung tới mà. Tung tới rồi nè. Tung tới rồi. Hỏi coi bây giờ chị bật tay với anh Công thắng không? Nó còn nguyên một bên luôn. Thế lúc mà mình ôm là em này không? Trời ơi, tôi với nó té nhẹ. Em không biết ở đâu, nhưng em lại bơm em gái em kéo là đứa còn bả dục đâu em. Sao lại bả? Nhà em văng cái lỗ luôn mà nhờ đó không có xe lớn, có xe lớn qua đó rồi đi luôn rồi. Ủa vậy là bây giờ là không có công an việc làm. Giờ là đang ăn ké ăn chật, đúng không? Bây giờ nói chung ra là anh em lên đường rồi bác. Anh em bây giờ còn nhiều việc nữa, được anh em sẵn sàng kiếm ba ông về ở cùng với bà đúng không? Phải kêu nhau hai ông dân một bà đi cùng với bà đúng không? Hai viên được. Hai viên được hay là lấy tiền cho bà. Lấy tiền rồi lấy cây thôi. Bây giờ bà con bếp chia sẻ giùm, nếu mà thấy phi công trẻ mà 30 tuổi ở đâu điện thoại cho đội Thiệu Hải, và một ông thứ hai, ông sinh năm 82 tuổi Tết phải không, tụi con chó tụi chó thì liên hệ đội Thiệu Hải. Còn ông thứ ba là nhiêu tuổi? Ông thứ ba có hứa từng này đó. Ông ba lấy qua vô rồi cho cơ hội ông tuần này luôn. Nghe này, thông minh nè, làm ăn lớn không đi mượn cái xe xe. Đúng rồi. Anh chưa? Làm ăn lớn không mượn. Bây giờ này cô à, cô điều nào cô cũng tâm sự rồi để cho mọi cô ngồi ra đây cô. Cô ngồi xích ra tí. Không, không biết gì đó. Đây cô có thương không? Cô có thương không? Tội nghiệp không? Tội nghiệp không? Bà cái tiền bà tài sản ra đi hết đúng chưa? Thôi cô quên ở đây ráng quên đi nhé. Thôi cô ráng kêu mang đi. Tối mà cô thấy mọi người đàn ông là bỏ cửa thì cô phải khóa lại nhé. Ban ngày lấy chùa cha hả? Cô lùa ra? Mình lùa thì con mình đang là thương ta rồi mình lùa chứ sao được? Ta cũng phải vô thôi. Nhưng mà vô lừa con nhà mình nữa. Ở bây giờ này, thôi thì hôm nay thì anh em đến đây trước mắt là tôi này nói chuyện đi cây đứt dùm. Cái câu chuyện này nói chung là vừa nói chuyện là vừa hôi hài vừa vui vậy thôi. Nhưng mà cái gì nghiêm túc là nghiêm túc. Bây giờ anh em nói chuyện nghiêm túc này. Từ giờ đi nhá. Chỉ quen với người đàn ông nào mà khi nghe mùi tiền chấm dứt các hợp đồng, yêu đến mấy các hợp đồng luôn chấm dứt nhà, không quan tâm người làm gì được chưa? Cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là anh em cứ cố gắng đăng tải video này nhanh nhất có thể. Hy vọng là các cô chú chị nếu ai biết chính thức là mấy nhân vật ba nhân vật là người đàn ông này bí ẩn đang ở đâu thì liên hệ cho anh em Bình Dương theo số điện thoại 0913 785888 để anh em sẽ tìm cách để khắc phục cái hậu quả, bởi vì hiện nay chị gái đã mất rất nhiều tiền cho ba chàng trai này rồi. Đó, câu chuyện là thật sự đáng tiếc vì chị gái này được say mê yêu quá rồi nên là mù quáng. Còn thì hôm nay em đến thăm chị nhá, rồi chúc chị sức khỏe nhá. Rồi anh em sẽ xin phép chị đăng tải tất cả thông tin của chị lên
trang mạng xã hội, hy vọng là các cô chú chị giúp chị để biết được thông tin chính thức ba người đàn ông đâu được không? Chị có đồng ý không? Đồng ý. Chị nói đi. Rồi, cái thông tin chị chia sẻ là hoàn toàn có đúng sự thật không? Đúng sự thật. Cam kết nha. Có sai gì tôi chịu hoàn toàn hết. Rồi, hiện nay là ngày mai nhé, ngay ngày mai chị mượn đầu đường này cái ông thợ sửa xe kia nhá, xăm cho ba chữ nha, in cho ba chữ là hận đàn ông. Xăm ở đâu? Ở trước ngực. Nhá, được chưa? Yeah. Đừng xăm đau lắm á, xăm đau mà chị đau lắm, có sao không? Hơ lửa đi, mình khỏi chảy máu á, đau lắm. Không hơ lửa đi, không quay hàn đấy nhá. Được chưa? À, chà, đó quay xăm mày kìa, nói xăm đau quay xăm mày kìa. Dữ vậy hả? Đẳng cấp. Hoa này là hoa gì đây? Hoa này hình như là hoa lài à? Hoa bướm bướm. Người ta hay bảo là hoa lài cắm gì á? Thôi rồi, rồi chào chị nhá, rồi chào Thôi cố gắng nha, cố gắng chị nha, cố gắng anh em thăm động viên chị thôi.